Lời đầu cho em xin gửi tới nhà trò trân trọng đến toàn thể anh em trên ơi trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm và đem trong suốt vừa qua, cũng như là các bạn đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube ngày càng phát triển. Em cảm ơn những lời gửi chân thành cũng lời động viên của các bác ở kênh YouTube để kênh hoàn thiện. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3, em chân thành giới thiệu và tiếp với các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Pioler với model là CND-G4. Đây là một chiếc đầu có chức năng là đọc đĩa CD và đọc đĩa laser. Thì cái đĩa laser này thì cũng rất ít anh em mà treo đô không biết đến. Đấy. Và chiếc đầu này thì cũng sản xuất khá lâu năm rồi, rất là nhiều tiền chứ không phải ít tiền. Và thường thường những bác mà ngày xưa có điều kiện ấy, thì mới sử dụng chiếc đầu này để chơi. Chất âm của nó rất là hay, hình ảnh đẹp. Đấy. Chiếc này sở hữu size ngang nó 42 cm, chiều cao của nó là 13,5 cm và chiều sâu của nó là 40 cm. Nó nặng là 6,5 kg. Mắt đọc thì mắt đọc của Pioler rất là bền bỉ và trâu bò. Đấy, đọc tốt các loại đĩa, không hề kén ạ. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để cho bác xem. Đây là phần ngoại hình. Ngoại hình thì em nó khá là đẹp, đây có một cái vết sức nhẹ đây. Đây. Và chiếc đầu này có chức năng tự đảo mặt A và B luôn. Đấy. Chúng ta tự nhấn là sẽ đảo mặt. Không cần phải cho đĩa ra, bởi vì cái đĩa laser thì nó có hai mặt luôn ạ. Nắp lưng thì có cái vết chảy xi nhẹ đấy. Nắp lưng của nó là bằng nó là xi, không phải là sơn các bác nhé. Đấy, có những vết xước nhẹ cạnh này đây này. Đấy, và đây có vết xước đây. Đây. Ở model của nó là CND-G4, điện 100V, công suất của nó 30W ạ. Sơ đi máy của nó PL1010815 ID. Nó có đường hai đường hình ra thế này. Đấy, em kết nối với TV rồi phía trên đây. Đấy. Và hai đường tiếng. Đây, hai đường tiếng 1 và 2 ra và một đường cổng quang ra đấy ạ. Đây. Màu đỏ là hoạt động bình thường nhé. Nhưng mà sau ở đây nó có bị chảy. Chảy đây. Dây nguồn số 8 rồi. Và đây thì em mở phần nội thất ra để các bác xem. Đây là phần nội thất của chiếc đầu này, phần khá là mới. Dòng này dòng đời mới nên là các linh kiện nó cũng tối giản rồi các bác nhé. Về mạch nó nằm ở phía dưới nữa. Đấy. Nó không hầm hố những cái dòng cổ hơn nó. Đấy. Máy móc thì zin nguyên bản và bắt đọc theo máy luôn. Thì nó có loại đĩa đây ạ, loại đĩa là đĩa 30 này, đĩa 20 cm này, đĩa 12 này và đĩa 8 này. Đấy. Ông vẫn còn sáng choang thế này. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test phần mắt đọc để cho các bác được thưởng thức. Thì trước tiên thì em xin test cái đĩa CD trước. Thì nó có cửa CD riêng và đây nút để CD, đây nút còn là D là khai lớn. Chúng ta cho CD ra. Đọc đĩa chép cũng nhé. Đã nhận. Đêm nay
mùa xuân tàn không hay, bàn tay nào vuốt ra chờ anh về. Rất là tốt. Ngày tháng bên nhau nay còn đâu?
phần đọc đĩa CD của chữ đọc này hoạt động hoàn hảo, đọc tốt luôn ạ. Và đây thì em xin test cái phần đọc đĩa laser để các bạn thưởng thức. Đĩa laser là đĩa lớn đấy ạ, đĩa 30. Vì phía trên đấy thôi. Mặt đọc rất là tốt, đây phần đọc mặt A. Và đây em chuyển sang mặt B. Chúng ta nhấn tạm dừng. Rồi em chuyển sang mặt B. Bấm nút B này. Đấy. Rồi em xin phép được dừng video test ở đây. Thì trước đầu này em đã bán cho bác khách ở thủ đô Hà Nội với giá là 1,8 triệu đồng, em bao ship toàn quốc rồi. Số điện thoại của em là 0907 23 269, ở một thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.